Trong vài tháng trở lại đây, cái tên Greta Thunberg có lẽ không còn quá xa lạ với cư dân mạng, đặc biệt là với những ai quan tâm tới các hoạt động bảo vệ môi trường. Tên tuổi của Greta Thunberg nổi lên từ cách đây hơn một năm, khi vào tháng 8 năm ngoái cô bé đã bỏ học ngồi trước Công trụ sở Quốc hội Thụy Điển. Mục tiêu của em rất rõ ràng và đúng đắn đó là gửi lời nhắn tới các tỷ phú, các chính trị gia rằng họ phải có trách nhiệm giữ đúng cam kết bảo vệ môi trường. Câu chuyện của Gita bắt đầu từ khi Ingmar Marienthal, cô founder của startup Eon THA Vietnam (tạm dịch), chúng ta không còn thời gian, đăng tải hình ảnh của cô bé trên fanpage Facebook. Estonthaatham là doanh nghiệp nhắm tới việc xây dựng một mạng xã hội với hơn 100 triệu người dùng có ảnh hưởng tới các lãnh đạo quốc gia và tập đoàn lớn để tạo ra các quyết sách chống biến đổi khí hậu và từ đó phong trào ngày càng lan rộng ra, trước hết là ở Thụy Điển và sau đó là trên toàn thế giới. Trong tuần qua, tại hội nghị thượng đỉnh về hành động chống biến đổi khí hậu được tổ chức tại Liên hợp quốc. Cô bé đã thẳng thắn quát vào mặt các lãnh đạo cấp cao của các nước rằng tại sao họ lại không hành động ngay, tại sao họ lại để thế hệ trẻ trong tương lai phải gánh vác trách nhiệm vì những gì mà họ đang làm. Còn ngay ở Việt Nam trong đợt khai giảng nam học mới vừa rồi cũng có một em học sinh lớp 6 gửi tâm thư tới hiệu trường với đề nghị trường không thả bóng bay lên trời vào buổi lễ khai giảng với thông điệp bảo vệ môi trường. Thả bóng bay lên trời bay cao ước mơ của các học sinh, giết ước mơ của bao chú chim và rùa biển. Có quan điểm cho rằng trong những câu chuyện này trẻ em là nhân vật được lựa chọn để trở thành biểu tượng, người anh hùng đấu tranh cho các hoạt động chính trị xã hội. Thậm chí theo họ, việc trẻ em bị biến thành con rối bị giật dây là bởi các em mang lại hình ảnh là những người yếu thế, cần được chăm sóc bảo vệ cần được học hành nhưng lại dám đứng lên chống lại những thế lực to lớn như chính phủ và các tập đoàn, thế nên rất dễ nhận được nhiều sự cảm thông. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng việc thế hệ trẻ lên tiếng đấu tranh là hoàn toàn bình thường và các em cũng có quyền lên tiếng, cùng với đó là những trách nhiệm đi kèm. Nếu như người lớn không có những biện pháp đúng đắn thì giới trẻ hoàn toàn có thể gây áp lực với họ còn bạn ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào